Đám coi bói thì nhìn mặt bắt hình dong đi anh. Ngũ quan nảy nở tương đối, đôi mày rậm là rất là tốt rồi. Nhưng mà thôi bỏ qua cái đó đi anh. Nói tốt chẳng bỏ qua. Anh thấy không, cái bảng đó được một anh đưa vô mà em thấy anh đó hơi giống anh Quang Cường. Mà mặt anh này cũng lông mày rậm giống anh Quang Hà. Thấy không nè, mà anh Quang Cường đi với anh Quang Hà có hai anh rồi. Mà cũng bán đất luôn. Mà cũng bán đất luôn. Dạ. Cho nên em nghĩ là hay. Như vậy là bên cái khu bán đất gài vô đây. Mà cuối cùng không chừng hát xong ca luôn. Là để bia cho chủ bán đất. Nhã Phương không thích điều này. Nhã Phương ơi, Nhã Phương không thích điều này. Ta đi nói. Nhã Phương không thích điều này. Nhã Phương không bao giờ thích. Tại vì Nhã Phương ơi, tại vì chồng em kích bán chị. Ôm lấy xíu chặt đi em. Chặt đi. Nhã Phương không thích điều này. Anh nghĩ cho em xin miếng nước uống. Đây em, ăn trái cây không? Dạ em cảm ơn. Gì vậy, tưới cây hả? Ôi ôi. Tự nhiên cầm ly nước tôi đi vòng dạ. Uống xong nhìn em ba vô đánh trại. Ôi dạ, dễ sợ thiệt. Rồi đi một vòng bên kia nữa, đi một vòng bên kia đi nữa. Đi vòng nó ngó mắt hả? Thành, Thành đi đâu thế này? Tối ăn uống nước hả? Ủa sao tự nhiên khát nước hoài vậy? Khát nước vậy? Trời ơi, cho em xin miếng nước nha. Trời ơi, hết khát rồi. Nghe người dễ sợ. Không nghĩ là hát hay, nhưng mà chị nghĩ là biết hát. Siêu. Bữa nào siêu đập trợt nó xuống luôn. Tôi chỉ có bốn chữ: lành ít dữ nhiều. Đúng vậy. Thưa quý vị thân mến, sau khi tôi xem phần siêu black à, sau khi tôi xem cái phần trình diễn mà nó mang cái tính chất là dở chân thật vừa rồi, không phải ngay từ đầu là tôi đã nói là câu này không hay cơ mà. Siêu ơi, yeah. Siêu sai rồi, nhưng nếu lần sau chị tham gia, chị ngồi bên đợi nào, đợi em. Trời ơi, lo sao đau đớn, gia đình chúng ta tan nát. Vận mệnh của anh đặt trong tay em. Bây giờ danh dự của anh chỉ còn một mình em bảo vệ. Em thấy con bé giờ đứng tướng rúm ró kìa không? Không, con bé nó đang cười vậy nè. Chết, mày ngồi chân thành.